Đầu xuân năm mới, mình được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị năm mới. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video hữu ích mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ bí mật, sự thật bất ngờ về Tử Vi tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài đích danh gọi tên ban phát tài lộc, trúng số phát tài chỉ sau một đêm, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng nhét nứt két. Quý vị thân mến, nếu biết cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, thì có lẽ ta đã chẳng đến với thế giới này đúng không ạ? Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật ngày đêm, kiếm từng đồng bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, khiến chúng ta phải vay mượn thêm để sống qua ngày, thì nay lại phải oằn mình gánh chịu thêm việc suy thoái kinh tế toàn cầu, việc làm mất hết, tiền đâu mà trả nợ, nghĩ tới đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Tuy nhiên, đang cơn bĩ cực thì con giáp tuổi Canh Thân sinh 1980 bất ngờ được thần tài tìm tới ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Đúng tháng Tết âm lịch tới đây, tháng đầu tiên của năm mới 2024 giáp thìn, phúc tinh, lộc tinh hội tụ, giúp tuổi này rửa sạch vẫn xui, cuộc đời sang trang mới. Đánh đầu thắng đấy, ông tiền tỷ nhét chật két, xây nhà tậu xe, nắm trong tay khối gia tài bạc tỷ, khiến cả thiên hạ nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy, vận trình con giáp này sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng đầu năm mới này? Tại sao họ lại may mắn tới vậy? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video luận giải dưới đây của kênh Minh Đường Tử Vi quý vị nhé! Quý vị thân mến, nhà bình luận văn học người Anh Minh từng nói, hãy học cách sống đơn giản nhất và đừng để những suy nghĩ phức tạp phá hủy đi vị ngọt của cuộc sống. Khi còn trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, tuổi tác tăng dần, trải qua những tháng năm sông pha và sự tôi luyện của cuộc đời, chúng ta ngày càng trưởng thành, nhìn rõ bản chất của cuộc sống. Và rồi chúng ta hiểu được, cha mẹ ngày càng già đi, con cái lớn lên trách nhiệm nặng nề đè lên vai, phải học cách chút bỏ những gánh nặng không cần thiết để đời nhẹ gánh. 1. Loại bỏ tâm trạng tồi tệ. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống nào như vậy chưa? Dễ dàng lo lắng khi có chuyện xảy ra và không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, thường hối hận về hành động trước đó. Ai cũng có những cảm xúc tiêu cực, nhưng việc học cách không bị cảm xúc trói buộc là một điều tất yếu trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Nhà tâm lý học người Hà Lan Ronald Podo nói, cảm xúc có thể lây lan như bệnh cúm đến những người tiếp xúc gần gũi. Trong cuộc sống ai cũng có cảm xúc tiêu cực. Những loại cảm xúc này có tính lây lan rất cao. Nếu không biết dựng bức tường bảo vệ, thì toàn bộ năng lượng sống của bạn sẽ liên tục bị tiêu hao. Cuộc sống có quá nhiều thứ không ưng ý. Nếu bản thân không đủ mạnh mẽ thì im lặng tránh xa là lựa chọn tốt nhất đến một độ tuổi nhất định. Đây cũng chính là sự khôn ngoan trong việc đối xử tốt với bản thân. Chỉ bằng cách giữ năng lượng tích cực và kiểm soát nhịp sống, bạn mới có thể trở thành người làm chủ thực sự của cuộc đời. 2. Bỏ đi tham vọng quá độ. Người xưa có câu, nếu không đoạn trừ dục vọng, sẽ như thiêu thân lao vào lửa, đốt cháy thân xác cho đến khi tắt lịm. Nếu lòng tham không còn, như con đời ơi say rượu, không muốn làm chuyện gì trên đời, ham muốn tham vọng là nhu cầu bình thường của con người. Nhưng bạn không thể để nó bành trướng lấn át tâm hồn. Làm người thì phải biết bằng lòng và biết đủ. Chỉ như vậy mới có thể sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Nhiều khi tham vọng không được kiềm chế sẽ khiến con người đánh mất chính mình và rơi xuống vực thẳm. Cuối cùng, bạn chỉ có thể để mình trở thành nô lệ của mục tiêu theo đuổi quá độ. Có rồi thì muốn có nữa,
không sở hữu được thì hủy hoại bản thân. Chỉ khi đến một độ tuổi nhất định, bạn mới thực sự hiểu rằng từ bỏ những tham vọng cao xa là cách tu thân dưỡng tính tốt nhất để bước vững vàng hơn trên đường đời. 3. Rời xa những mối quan hệ giả mạo. Trên chu nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức có câu hỏi, sự thật tàn khốc nhất trên đời là gì? Một người trả lời, các mối quan hệ của người trưởng thành không bao giờ bị chi phối bởi tình bạn sâu sắc mà bởi giá trị sẵn có. Trưởng thành thực sự là khi hiểu được sự thật rằng những mối quan hệ được thiết lập thông qua trò chuyện và cười đùa bên bàn tiệc có lẽ sẽ không thể vượt qua được thử thách trong cuộc sống. Giao lưu xã hội có nghĩa là trao đổi tài nguyên. Khi không có giá trị thì dù bạn có quen biết bao nhiêu người cũng vô ích. Những mối quan hệ không hiệu quả sẽ chỉ lãng phí thời gian và sức lực quý giá. Đến một độ tuổi nhất định, bạn mới nhận ra rằng thay vì lãng phí thời gian vào kiểu giao tiếp giả tạo này, tốt hơn hết nên dành thời gian cho bản thân để rèn luyện tìm kiếm phiên bản tốt hơn của chính mình. Đời người giống như một chuyến hành trình, bước vào độ tuổi khác nhau, nhìn thấy những khung cảnh không giống nhau, bạn sẽ có tâm trạng khác nhau. Nửa đầu cuộc đời, chúng ta liều lĩnh tiến về phía trước, nhưng hầu như chẳng đạt được gì. Khi trưởng thành rồi về già, nếu muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn, chúng ta phải học cách gác lại hành lý nặng nề và thong dong bước tiếp. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Canh Thân sinh 1980. Tuổi Thân nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Tuổi Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, tuổi Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, người tuổi Thân vị trí của họ trong xã hội đã được xác định. Dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Tuổi Thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Người tuổi Thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với người tuổi Thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều. Dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Những người sinh năm Thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện khi giải quyết vấn đề. Họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Ví dụ, như tuổi Thân cung Thiên Bình, họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhờ khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, người tuổi Thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng. Sự sáng tạo linh hoạt là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp người tuổi Thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, người tuổi Thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường, công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác người thường. Tuổi Thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác. Tuổi Thân sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa, vì thế họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng làm điểm tựa. Người tuổi Thân có tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của người tuổi Thân. Đàn ông tuổi Thân có cá tính ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Còn phụ nữ tuổi Thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của người tuổi Thân giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Canh Thân sinh 1980, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trong tháng Bính Dần mở đầu năm Giáp Thìn, vận trình của người tuổi Canh Thân tiềm tàng không ít hung hiểm, nhiều biến động thăng trầm, cần hết sức thận trọng. Dưới tác động của tương xung thái tuế, công việc nhiều áp lực lại có họa thị phi luôn rình rập. Dù mệnh chủ đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Đã vậy, những lời bàn ra tán vào, đơm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Trong tháng này, bạn cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở bày trò ra sao, cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Đừng quá lo lắng,
Nguyệt lệnh lâm đất lâm quan sẽ mang đến những tín hiệu tích cực vào thời khắc khó khăn nhất. Nhưng mọi chuyện vẫn cần bạn tự thân nỗ lực thì mới có thể vượt qua sóng gió. Khi đó lại thêm sự nâng đỡ của các tinh này sẽ giúp hóa hung thành cát. Tài lộc trong tháng sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại hao hung tinh gây ra, tiền bạc trong túi cứ vơi dần. Dù bạn có tính toán ra sao, hầu hết đều phải chi tiêu cho những công việc quan trọng, nên bạn không thể không rút hầu bao. Việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, tuổi Canh Thân nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ việc gì. Đây quả là một tháng nhiều gian nan với những chú khỉ khi hết công việc. Tài lộc đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật, tình cảm lứa đôi ngày càng nhạt nhòa, nhưng chẳng ai còn muốn chủ động hâm nóng. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Thân sinh 1980, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Canh Thân âm lịch về sự nghiệp cho thấy, đường công danh của những chú khỉ ngay trong tháng đầu xuân năm mới vấp phải không ít sóng gió lớn nhỏ, áp lực gia tăng, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện xảy đến. Cục diện tương xung thái tuế tác động trực tiếp lên công việc của bạn, gây nên nhiều biến động thăng trầm. Bạn sẽ thấy khối lượng công việc đầu năm không hề ít, có những lúc phải mang việc về nhà mà vẫn chưa thể đảm bảo tiến độ. Hãy dành thời gian xem xét, thay đổi cách thức làm việc sao cho hiệu quả hơn, nếu không cứ tình trạng này kéo dài, e rằng việc khó thành, tinh thần của bạn lại bị stress nặng. Đã vậy, tiểu nhân vận trong tháng không hề nhỏ, luôn có họa thị phi rình rập, những lời bàn ra tán vào, đơm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Dù bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Trong tháng này, tuổi Canh Thân cần hết sức cẩn thận cách hành xử của mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ nơi công sở để tránh những rắc rối không đáng có. Những kẻ ghen ăn tức ở bài trò ra sao cũng hãy cứ dùng thái độ ngay thẳng, việc mình làm, bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến đóng góp của những người xung quanh, đừng quá độc đoán kẻo chuốc lấy thất bại. Nếu làm được điều đó, người tuổi này sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh, yên tâm trong nghịch có thuận, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, trong thách thức sẽ tìm ra cơ hội xoay chuyển tình thế. Xem phi tinh tháng, sau lục bạch chủ chức vụ nằm ở phương Tây Bắc, bạn nên quét dọn sạch sẽ khu vực này trong nhà, không nên để quá nhiều đồ đạc lộn xộn, có thể đặt tháp văn xương trên bàn làm việc để đảm bảo tâm trí mẫn tuệ, thúc đẩy công danh thuận lợi. Xét phương diện tài lộc, tuổi Canh Thân sinh 1980, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Đã gặp tháng tương xung với mệnh chủ, lại có đại hao hung tinh hoành hành, người tuổi Canh Thân khó mà gặp may mắn về tiền bạc trong tháng này, thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của, chi tiêu vượt mức dự toán, có thể rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần ngay đầu năm. Dù bạn đã đặt ra rất nhiều kế hoạch nhưng mọi chuyện cứ đi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, tài chính chủ yếu tổn hao ở những mục đích không thể không rút hầu bao. Hung vận quá lớn, nên việc kinh doanh đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, chỉ cần hòa vốn là may lắm rồi, chứ chẳng dám mong cầu có lãi. Tuổi Canh Thân nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ kế hoạch cầu tài, đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh ở thời điểm này. Bạn vẫn nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới thì tốt hơn, làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Bên cạnh đó, Canh Thân cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng có nhiều hung tinh quấy phá như này. Đồng tiền đi liền khúc ruột, kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền, lại vừa mất cả mối quan hệ. Trong tháng, bát bạch chủ tài lộc nhập cung Đông Bắc, người cầm tinh con khỉ muốn giảm bớt nguy cơ phá tài, thì nên chăm chút hơn cho phương vị này trong nhà, có thể đặt bể cá hay bát nước thả hoa ở đây để tài vận khởi sắc hơn. Xét phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Canh Thân sinh 1980, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng, đây quả là một tháng nhiều gian nan với người tuổi Canh Thân khi hết công việc, tài lộc đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với một vài trục trặc. Dù bên ngoài mọi thứ có vẻ như vẫn ổn, nhưng bên trong lại nhiều mâu thuẫn, trục trặc, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, xung đột vì những vấn đề muôn thuở trong đời sống thường nhật. Hơn nữa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng thiếu sự hài hòa, vì ai cũng bận rộn không có thời gian chia sẻ. Thiếu sự chia sẻ, quan tâm là nguyên nhân chính khiến các cặp đôi ngày càng xa nhau về cả thể xác và tâm hồn. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi âm ỉ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau những cuộc cãi vã, tranh chấp triền miên, từ những vấn đề nhỏ nhưng cả hai chuyện bé xé ra to, chẳng còn bao dung cho nhau như thuở mới yêu.
những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Hai bạn sẽ thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Nếu còn muốn gìn giữ tình cảm, thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt trước khi quá muộn. Với người độc thân, có nhiều lý do khiến chuyện tình cảm của bạn chưa đâu vào đâu, nhất là với nữ mệnh. Có thể vì quá kén chọn mà lỡ dở nhân duyên tốt đẹp, cũng có thể thì quá sợ hãi, lo lắng do vết thương lòng còn vương lại nên không dám bày tỏ tình cảm. Bởi thế, người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng vì hàng loạt lý do ấy. Nếu không chịu thay đổi, e rằng tình trạng này còn kéo dài. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Canh Thân sinh 1980, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Về cơ bản, tình hình sức khỏe trong tháng Tết âm lịch của người tuổi Canh Thân không gặp phải chứng bệnh tật nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn dễ mắc các triệu chứng đau đầu, mỏi mệt, uể oải do áp lực công việc lớn, suy nghĩ nhiều nhưng sinh hoạt lại thiếu điều độ. Điều này nếu không sớm khắc phục sẽ trở thành nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là stress. Ngoài ra, những chú khỉ có thể sẽ bị chứng mất ngủ hành hạ trong tháng này. Nguyên nhân chính cũng là do chế độ ăn uống và luyện tập thể thao không khoa học, ăn nhiều, ít vận động. Trong tháng Bính Dần bị hắc chủ về bệnh tật đang ở phương Tây Nam, mệnh chủ cần lưu ý tránh để đồ màu vàng hay đỏ ở phương vị này trong nhà. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần, tháng Tết âm lịch của người tuổi Canh Thân sinh 1980. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xét tử vi tuần mới của người tuổi Canh Thân nhận thấy, con giáp này cần chú ý nhiều hơn trong tuần bởi điểm hung hạn khá lớn, báo hiệu những điều xui xẻo có thể xảy ra trong thời gian tới. Con đường công danh của mệnh chủ khá sáng với ấn quan tương hợp, mệnh chủ giành được sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng thăng tiến trong tương lai. Nhưng bù lại thì trong thời gian này, mệnh chủ phải cố gắng gấp nhiều lần, dịch mã bôn ba khắp trốn, người tuổi Canh Thân vì công việc mà phải vất vả ngược xuôi, chẳng còn nhiều thời gian để dành cho bản thân mà gia đình bởi đã phải cống hiến hết mình cho công việc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mệnh chủ, mà còn khiến cho vận trình tình cảm có phần sa sút. Không phải người ấy không thông cảm cho bạn, nhưng khi cứ chờ đợi mãi mà không được đáp đền, thất vọng sẽ càng lớn hơn. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có thể quan tâm ít nhiều đến người mình thương nhé. Tiền bạc sẽ tới với mệnh chủ vào cuối tuần đầu tiên tháng Tết âm này. Chính tài và thiên tài cùng tụ hội, dù là ngày nghỉ nhưng tài lộc vẫn ảo ảo tới. Con giáp này có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái mua sắm tùy theo ý mình. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tuần mới của người tuổi Canh Thân không được tươi sáng cho lắm, đường công danh sự nghiệp bị thiên quan ngáng trở, kẻ tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, làm rối tung những kế hoạch đang từng bước diễn ra của con giáp này. Tuy nhiên, Thái Dương Cát Tinh là vị thần hộ mệnh, nâng đỡ mệnh chủ, nhất là nam mệnh vượt qua những cơn hoạn nạn. Tuy phải gánh chịu hậu quả là tiến độ làm việc đi xuống, nhưng ít nhất mệnh chủ không bị giáng chức, chịu trách nhiệm cho những vấn đề đang tồn tại. Chuyện tình cảm cũng không được tốt khi mà người độc thân rất vất vả để tìm kiếm người tâm đầu ý hợp với mình. Song chặng đường yêu phía trước có vẻ vẫn còn rất dài. Người đã có đôi thất vọng, chán nản trong công việc, quay ra chút giận lên nửa kia của mình, vô cớ nổi nóng, khiến cho mâu thuẫn không ngừng nảy sinh giữa hai người. Riêng về tiền bạc thì có thể nói vận trình tài lộc của người tuổi Canh Thân khá lý tưởng. Tử vi phương Đông cho thấy, thiên tài và thực thần cùng xuất hiện, báo hiệu nguồn thu nhập của mệnh chủ đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh, thì có lẽ thời gian tháng riêng đằng đẵng cuối cùng cũng đã sắp kết thúc, nguồn quay công việc đã bắt đầu về với nhịp điệu ban đầu. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Canh Thân hung vận lấn át, âm sát tận kề. Mệnh chủ cần phải thận trọng trong những việc liên quan đến tiền bạc, kẻ xấu bày mưu hãm hại, phá hoại việc làm ăn của con giáp này, nên mệnh chủ phải tỉnh táo và sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Ngoài ra, kiếp tài còn báo hiệu rằng người tuổi Canh Thân vốn tinh anh tài trí, cũng có những lúc đặt niềm tin lầm chỗ, mù quáng làm theo những lời của kẻ xấu, tiền bạc trong tay cũng vì thế mà tổn hao. Hãy theo dõi thêm tử vi hàng ngày của 12 con giáp để có những sự chuẩn bị phù hợp với biến chuyển sắp tới. Công việc của mệnh chủ trải qua nhiều thăng trầm, con giáp này dường như chưa đủ tập trung vào công việc của mình. Thương quan khiến cho mệnh chủ sao nhãng, việc chính không lo mà lơ đễnh vì lo lắng đến những việc ngoài luồng. Mệnh chủ không nhanh chóng chấn chỉnh thái độ làm việc của mình thì khó tránh khỏi những sai lầm lớn. Chính ấn vẫn đang để cơ hội cho mệnh chủ phát huy năng lực của mình và tiếp bước thăng tiến. Riêng về chuyện tình cảm thì mệnh chủ không được may mắn cho lắm. Người hữu duyên thì vô ý, mà người có tình lại chẳng mặn mà. Tình yêu đến không đúng lúc, với không đúng người,
thì cũng chỉ là có duyên mà không có phận, để lại những nuối tiếc khôn nguôi. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Canh Thân cát khí có phần eo hẹp, lép vế trước sát khí lan tràn, đầu tuần công việc diễn tiến khá trôi chảy, mệnh chủ còn được tả phú nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt công việc để có được những cơ hội tốt hơn, giành lấy tấm vé thăng tiến trong thời gian tới. Có điều, ở đời không ai lường trước được chữ ngờ, người tuổi Canh Thân cũng vậy, ở trên cao không nhìn thấy rõ những điều xảy ra phía dưới. Mệnh chủ tin người quá đáng mà không kiểm tra lại những việc đã giao cho cấp dưới. Sai lầm này được thương quan dự báo rằng có thể phải đánh đổi kha khá để lấy lại vị trí ban đầu cho mệnh chủ. Chuyện tình cảm không có nét tươi sáng, những mâu thuẫn giữa cặp đôi vẫn chưa được giải quyết, hai người chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giải bày những điều còn ấp ủ bấy lâu. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình mà chưa từng đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu và thông cảm hơn cho người ấy. Đầu tuần cũng là lúc lộc vào tới tấp, tiền bạc vào nhà ào ào như nước, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều tăng lên đáng kể. Mệnh chủ may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán nên vực dậy khá nhiều trong kinh tế gia đình. Tuy nhiên cuối tuần có họa kiếp tài, cần phải thận trọng trước khi quyết định các vấn đề về tiền bạc, tài chính. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, câu chuyện ba người đàn ông buôn táo sau đây sẽ chắc chắn khiến bạn phải đọc đi đọc lại để suy ngẫm, để nhận ra thiếu sót của bản thân mình ở đâu mà chưa có được thành công và tìm cách thay đổi. Với khát khao lớn lao là trở thành những người giàu có, làm rạng danh cho quê hương, ba người đàn ông cùng nuôi chí lớn, rời làng quê đi tìm cơ hội kinh doanh. Khi vô tình dừng chân tại một thị trấn hẻo lánh nọ,
họ cùng được thưởng thức loại táo vừa đỏ lại ngọt, giá cực kỳ rẻ. Nhận ra cơ hội tốt trong kinh doanh đã đến, người đàn ông đầu tiên lập tức ra quyết định. Ông dốc hết toàn bộ tiền bạc mang theo để mua 10 tấn táo tốt nhất và vận chuyển về nhà. Về tới nơi, anh nâng giá gấp đôi mà mọi người vẫn thi nhau mua vì vừa ngon vừa rẻ. Cứ thế anh cứ mua và bán cho đến khi trở thành gia đình tỷ phú giàu có đầu tiên trong vùng. Người đàn ông thứ hai, sau khi được thưởng thức số táo đó, anh cân nhắc một chút, sau đó dùng nửa số tiền để mua 100 cây táo tốt nhất và vận chuyển về quê hương. Anh cũng mua luôn một sườn đồi để trồng táo. Sau đó anh dành thời gian chăm sóc cây, đợi ngày hái quả và bán lấy tiền về. Trong khi đó, người thứ ba lại mãi chưa ra quyết định. Anh dành vài ngày để quan sát rồi mới tìm thấy chủ sở hữu của vườn cây ăn quả này. Sau đó dùng tay chỉ vào gốc cây nói rằng, tôi muốn mua chỗ đất này mang về quê. Ông chủ một mực từ chối. Sao thế được? Không có đất thì tôi làm sao trồng cây được nữa? Lúc này người đàn ông cúi xuống đất nắm một ít đất trên tay và nói, tôi chỉ cần chỗ khu vực đất này. Xin ông hãy bán cho tôi. Ông cần bao nhiêu tiền cũng được. Chủ đất nhìn anh và cười. Được rồi, anh đưa cho tôi 1 đồng rồi mang đất đi. Người đàn ông đã đem số đất này về quê nhà. Sau đó mời các chuyên gia đến kiểm tra, phân tích các thành phần khác nhau của đất, độ ẩm. Cẩn thận rồi nhờ các chuyên gia mô phỏng nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng theo điều kiện tương tự. Sau đó anh mua một sườn đồi cằn cỗi, dùng 3 năm cải tạo và bồi dưỡng cho đất ở đây có cùng tính chất giống hệt với đất mang về. Cuối cùng anh mới trồng lên giống cây táo kia. Sau 10 năm, người đàn ông buôn táo vẫn làm cách cũ. Nhưng trong quá trình đó, những khó khăn trong việc đưa hàng về cùng một số rắc rối nảy sinh khiến doanh thu mỗi năm ngày càng ít đi, thậm chí có lúc ông phải gồng lỗ. Người đàn ông thứ hai cũng sở hữu cho mình một vườn táo riêng, nhưng do loại đất không thực sự phù hợp nên sau một thời gian trồng táo chất lượng quả cũng ít hơn, nhưng vẫn đủ lợi nhuận để đảm bảo việc duy trì. Người đàn ông thứ ba sau khi mua đất, tuy là người thu hoạch táo cuối cùng, nhưng loại táo mà anh trồng có hương vị rất ngọt, thu hút nhiều người mua hàng, duy trì lượng khách hàng đều đặn. Vì vậy luôn bán được với giá tốt nhất. Bài học, câu chuyện 3 người đàn ông buôn táo cho thấy cả 3 người cùng được tiếp cận với cơ hội y như nhau. Cùng một cơ hội nhưng mỗi người lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Người trở thành tỷ phú đầu tiên không nhất định là người kiếm ra nhiều tiền nhất hoặc có thể giàu mãi. Ai suy nghĩ cẩn trọng, biết nhìn xa trông rộng có thể chưa thu được tiền ngay, nhưng tương lai thì lại thu được lợi nhuận lớn, kiếm được nhiều tiền nhất, thành tựu vang dội nhất. 3 người đàn ông trên đại diện cho hầu hết chúng ta đều là những người có khao khát thành công. Thế nhưng tư duy khác nhau nên họ có những quyết định hoàn toàn khác biệt và kết quả sau 10 năm khác xa nhau hoàn toàn. Mỗi người ai cũng có ước mơ của riêng mình, ai cũng muốn có cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ về kinh tế. Thế nhưng để đạt được những ước mơ của mình, chúng ta có cách thức khác nhau để thực hiện. Có người muốn có được nó một cách nhanh chóng, nhưng có người muốn thành công lâu dài. Không phải cứ nghèo là vì người ta lười. Thực tế đã chứng minh có nhiều người vô cùng chăm chỉ, không quản ngại khó khăn vẫn cứ nghèo. Nhìn chung, tầm nhìn về thành công khác nhau sẽ khiến chúng ta ra những quyết định khác nhau, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. Thế làm cách nào để thay đổi được tầm nhìn mới là điều quan trọng, đó chính là tư duy của mỗi người. Thế nên muốn thành công nhất định phải có tư duy của người giàu. Người thành công ai cũng có ước mơ của riêng mình, ai cũng muốn được sống no đủ, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình. Người giàu cũng chỉ giống như người nghèo. Nhưng người giàu hơn người nghèo ở một điểm là họ biết nắm lấy cơ hội và hành động. Thành công của một cá nhân nào đó mà bạn thấy chỉ là quả ngọt mà họ được gặt hái sau ít nhất 5 đến 10 năm ròng rã. Những gì họ có ở hiện tại chỉ để bạn ngưỡng mộ, nhưng không học hỏi được nhiều. Thứ bạn cần có nhất là biết họ đã gieo những hạt gì từ những ngày đầu tiên, không có nguồn lực, không có danh tiếng để bạn cũng có thể bắt đầu được như họ. Thế nên tìm đọc về cuộc đời những người thành công mà bạn ngưỡng mộ là một cách hay. Đó là cách để có cảm giác có người đồng hành trên hành trình gian khổ của mình. Trong quá trình thực hiện ước mơ, bạn cũng gặp những thử thách, thậm chí là thất bại. Nhưng đọc về những thất bại mà người thành công từng phải đối mặt, bạn sẽ cảm thấy khó khăn của mình cũng là lẽ thường. Từ đó, bạn có quyền nỗ lực mỗi ngày, tin tưởng vào tương lai sẽ một ngày tươi sáng hơn, có được kết quả như người mà bạn đang ngưỡng mộ. Thất bại không phải là điều đáng sợ, mà nó chỉ giúp bạn có thêm bài học để không mắc sai lầm thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, muốn thành công phải có sự kiên trì, có thể thành công ở ngay gần trước mắt mà bạn lại bỏ cuộc giữa chừng thì quả là tốn công vô ích. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.